tại tỉnh Bình Thuận, báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Đây là địa phương có biển thứ 9 mà chương trình được tổ chức. Chương trình có sự tham dự của nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chủ tịch danh dự của chương trình. Tại chương trình lần này, ban tổ chức trao tặng 200 phần quà mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bao gồm các vật dụng thiết yếu, pin con ó, cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản và một số loại thuốc thiết yếu phục vụ cho ngư dân ra khơi. Chương trình còn dành tặng 40 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một số quà tặng thiết thực. Trước đó, đoàn do nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo tỉnh bình thuận và ban tổ chức đã đến thăm hỏi tặng quà ba gia đình ngư dân tiêu biểu ở phường hưng long thành phố phan thiết đoàn lắng nghe các hộ gia đình ngư dân trao đổi các vấn đề sinh kế cũng như quyết tâm bám biển quê hương góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tọa đàm bảo vệ môi trường biển để phát triển kinh tế bền vững tại tỉnh bình thuận chương trình chia sẻ khó khăn đón xuân ấm áp tại phường phú thủy thành phố phan thiết